Chào mừng các con đến với khóa học tiếng Anh lớp 7 France Plus trên trang web olm vn Ở bài học trước, các con đã được học về thì quá khứ tiếp diễn ở hai dạng khẳng định và phủ định. Con hãy trả lời các câu hỏi sau để nắm những kiến thức cũ nhé. Thầy khen các con đã rất nhớ bài. Chúng ta tiếp tục bài 4. Unit 4. In the picture. Language focus chúng mình cùng bắt đầu với phần đầu tiên trong bài học ngữ pháp. Grandma. đơn vị kiến thức đầu tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nốt dạng câu hỏi của thì quá khứ tiếp diễn. Past continuous. trên màn hình thầy có hai câu sau. was it snowing yesterday at 5 o'clock? what were you doing when you broke your leg? trong hai câu này con hãy xác định cho thầy động từ nào đang được chia ở thì quá khứ tiếp diễn. rất chính xác. Nhìn vào hai câu này, con hãy thử rút ra công thức câu hỏi của thì này được không? Rất tuyệt vời! Đối với câu hỏi, chúng ta sẽ thực hiện động tác đào động từ to be lên trước chủ ngữ như các con đang nhìn trên màn hình. Động từ to be sẽ đứng trước chủ ngữ trong câu hỏi yes, no và sau từ đề hỏi trong câu hỏi WH questions. Và sau đó, các con sẽ cộng với một verb in ở đằng sau. Chúng ta nhớ kết thúc câu hỏi các con sẽ phải có dấu hỏi chấm. Để các con nắm vững hơn cấu trúc này, chúng mình hãy làm bài tập sau. Các con đã nắm bài rất chắc đấy. Câu số 1, chúng ta thấy đây là một câu hỏi yes no. Vậy đằng trước chủ ngữ chúng ta sẽ điền động từ to be ở đây là was, ứng với chủ ngữ là Tyler. Và sau chủ ngữ, các con sẽ cộng với một verb in, help, chúng ta có helping. Câu số 2 các con thấy chúng ta có một câu hỏi bắt đầu bằng từ để hỏi how. Vậy sau từ để hỏi sẽ tới động từ to be chia theo chủ ngữ the boy là was và run chúng ta sẽ thành running. Các con nhớ khi chuyển run thành running chúng ta phải double chữ n lên nhé. Câu số 3 tiếp tục là một câu bắt đầu bằng từ để hỏi, vậy chúng ta có who were you waiting for at 5 o'clock yesterday. Câu số 4 là một câu hỏi yes no Vậy ứng với chủ ngữ Emma và Bertha là số nhiều. Vậy các con sẽ có động từ were đứng ở vị trí to be. Và sau đó chúng ta sẽ chuyển phone thành phoning. Đó là đáp án cho câu số 4. Đơn vị kiến thức tiếp theo, chúng mình sẽ cùng tìm hiểu về sự kết hợp giữa hai thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn thông qua hai từ, đó là từ when và từ while. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng bắt đầu với từ when. Thầy có hai câu sau. He was going out to lunch when I saw him. When I saw him, he was going out to lunch. Hai câu này đều có hai hành động ở trong mỗi câu. Vậy các con hãy đọc và suy nghĩ cho thầy, hành động nào sẽ là hành động dài hơn, hay thầy nói hành động nào sẽ là hành động đang diễn ra. Hành động nào sẽ là hành động ngắn cắt ngang? Và nghĩa của hai câu này có thay đổi không nếu thầy đổi vị trí của từ when? Hoàn toàn chính xác. Các con thấy trong hai câu này, khi tôi nhìn thấy anh ấy thì anh ấy đang ra ngoài đi ăn trưa. Chúng ta có hai hành động là anh ấy đi ra ngoài để ăn trưa và tôi nhìn thấy anh ấy. Trong hai hành động này, hành động anh ấy đang đi ra ngoài ăn trưa sẽ là hành động đang diễn ra. Còn hành động tôi nhìn thấy anh ấy sẽ là hành động gắn cắt ngang. Và nghĩa của cả hai câu này đều không thay đổi khi thầy đổi vị trí của từ when Vậy trên nền hành động kéo dài mà có một hành động ngắn cắt ngang thì hành động kéo dài chúng ta sẽ chia thì quá khứ tiếp diễn, còn hành động ngắn cắt ngang chúng ta sẽ chia quá khứ đơn. Vậy thầy chốt lại với các con hai công thức như sau. Nếu con để when ở đầu câu thì mệnh đề sau when các con sẽ chia quá khứ đơn và đằng sau chúng ta có mệnh đề chia quá khứ tiếp diễn. Ngược lại, nếu con để when ở giữa câu thì mệnh đề sau when chúng ta chia quá khứ đơn và mệnh đề trước when chúng ta chia quá khứ tiếp diễn. thầy nhắc lại, mệnh đề chia quá khứ đơn chính là hành động ngắn cắt ngang, còn hành động kéo dài chúng ta sẽ chia quá khứ tiếp diễn. một lưu ý thầy dành cho các con đó là khi con để when ở đầu câu thì chúng ta sẽ phải dùng dấu phẩy để kết nối giữa hai mệnh đề, còn nếu when các con để ở giữa câu thì chúng ta sẽ không cần dấu phẩy. Tương tự như vậy với từ wow, thầy cũng có hai câu. Các con hãy quan sát và trả lời các câu hỏi thầy đưa ra. My mother came while I was doing my homework. While I was doing my homework, my mother came. Các con cũng có thể làm được giống từ when đúng không? Trong hai câu này, mỗi câu chúng ta cũng có hai hành động. Hành động tôi đang làm bài tập về nhà là hành động kéo dài, và hành động mẹ tôi tới là hành động ngắn cắt ngang. Vậy từ đây chúng ta cũng sẽ có hai công thức sử dụng thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn với từ wow. Nếu các con đặt wow ở đầu câu thì mệnh đề sau wow chúng ta sẽ chia quá khứ tiếp diễn và mệnh đề còn lại chúng ta sẽ chia quá khứ đơn. Còn trường hợp tiếp theo, nếu các con để wow ở giữa câu thì mệnh đề sau wow chúng ta chia quá khứ tiếp diễn và tất nhiên Mệnh đề trước wow, chúng ta sẽ chưa quá khứ đơn. Các con thấy khi chúng ta đổi chỗ hai từ này thì mệnh đề chúng ta cũng sẽ đổi chỗ theo đúng không? Và cũng một lưu ý dành cho các con, nếu các con dùng wow ở đầu câu thì chúng ta vẫn sẽ phải dùng dấu phẩy để kết nối hai mệnh đề, còn nếu wow ở giữa câu thì chúng ta sẽ không cần. Bây giờ, các con hãy làm bài tập sau để ghi nhớ kỹ hơn cách sử dụng của hai thì này với when và while. Wow. Câu số 1 các con thấy When my dad arrived home, we were having dinner. Các con thấy ở đây chúng ta có kết hợp giữa quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn với từ when. Ở đây khi chúng tôi đang ăn tối thì bố tôi trở về nhà. Vậy hành động đang ăn tối sẽ là hành động kéo dài và hành động trở về nhà sẽ là hành động ngắn cắt ngang. Vậy ở đây arrive các con chia quá khứ đơn và have các con chia quá khứ tiếp diễn. Ở câu số 2, chúng ta thấy có từ wow ở giữa câu. Vậy theo công thức thầy đã cung cấp cho các con, mệnh đề sau wow, chúng ta sẽ chia quá khứ tiếp diễn. Và mệnh đề trước wow, chúng ta sẽ chia quá khứ đơn. Cô ấy bị gãy chân khi cô ấy đang đạp xe đạp. Ở đây, hành động đang đạp xe đạp là hành động đang diễn ra. Và hành động bị gãy chân là hành động ngắn cắt ngang. Câu số 3, các con thấy chúng ta có wow ở đầu câu. Vậy thầy tin chắc rằng các con sẽ chia watch thành were watching và đằng sau chúng ta sẽ chia here thành heard. Đây là một động từ bất quy tắc đúng không? Trong khi họ đang xem một bộ phim kinh dị thì họ nghe thấy một tiếng động lạ. Ở đây, hành động đang xem phim kinh dị là hành động kéo dài, còn hành động nghe một tiếng động lạ là hành động ngắn cắt ngang. Chúng mình cùng chuyển sang phần tiếp theo của bài học, phần phát âm. Pronunciation. Trong phần phát âm này, các con sẽ học về trọng âm của từ trong câu hỏi. What stress in questions? Ở bài học trước, các con đã được học về trọng âm của câu. Bây giờ, thầy muốn các con nghe hai câu sau và hãy thử tìm cho thầy trong hai câu này những từ nào sẽ được nhấn trọng âm. Where were you sleeping at 7 a.m. yesterday? Where were you sleeping at 7 a.m. yesterday? Was your mum listening to music at 8 p.m. last night? Was your mum listening to music at 8 p.m. last night? Các con đã nắm bài cũ rất chắc đấy. Ở ừ, câu đầu tiên, thầy sẽ nhấn trọng âm vào các từ were, sleeping, 7 a.m. và yesterday. Các con hãy nghe và nhắc lại câu này. Where were you sleeping at 7 a.m. yesterday? Còn câu thứ hai thầy sẽ nhấn trọng âm vào các từ mom, listening, music, 8 pm và last night. Chúng mình hãy cùng nghe lại. Was your mom listening to music at 8 PM last night? Quan sát vào các từ chúng ta cần phải nhấn trọng âm. Con thấy những từ này có điểm gì đặc biệt? À, các con đã rất tinh ý đấy. Bên cạnh các từ thuộc về mặt nội dung như chúng ta đã học ở bài trước thì bài này chúng ta còn có các từ để hỏi wh-word và các từ chỉ thời gian như at 7am, yesterday hay là 8pm last night. Vậy từ đây chúng ta có thể rút ra kết luận. Trong câu hỏi, các con sẽ nhấn trọng âm vào các từ để hỏi, các từ nội dung và các cụm từ chỉ thời gian. Con hãy nhớ các quy tắc phát âm này để khiến cho câu nói của mình trở nên trôi chảy và hay hơn nhé. Như vậy trong bài học này các con đã học thêm được dạng câu hỏi của thì quá khứ tiếp diễn, kết hợp thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn thông qua hai từ when và while. Các con cũng đã được học thêm về trọng âm của từ trong câu hỏi. Về nhà các con hãy xem lại bài và mở phần luyện tập để củng cố hơn các kiến thức mà thầy trò mình đã học nhé. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Thầy Hoàng Anh xin chào và hẹn gặp lại các con trong những bài học tiếp theo của olm.vn.